Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là thứ năm, ngày 25 tháng 4, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn YouTube chị Loan được xem. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Loan cũng đã là có cái chuyến về Bến Tre để phát nước ngọt cho các bà con ở dưới Bến Tre mà bị ngập mặn cô chú. Thì cách đây là 1 giờ đồng hồ nha cô chú anh chị Ni cũng có lên một cái bài viết là nói về cái bộ ba Tam Sơn nha cô chú. Thì cái bài viết đây cô chú anh chị là em cũng xin phép là được đọc luôn nha cô chú. Cái mặt khó ưa thật chứ, không ưa Ni nha, tìm cách nắm thớp mày nha Ni, đánh lòng cho cái view, cái like thật chứ. Nhưng không sao, vậy mới biết lòng lợn của con heo nó lẫn trong lòng người. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của chị Ni thì cũng nói về cái nhóm bộ ba Tam Sơn nha cô chú anh chị. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là trong những ngày vừa qua cô chú, là cái bộ ba Tam Sơn này là nó thường lên những cái video nè, rồi những cái live stream thì nó nói xấu về chị Loan và chị Ni rất là nhiều nha cô chú. Rồi cái bà Trang Đầu Tôm á cô chú anh chị, là bà sẽ nói rằng là bà sẽ tung ra cái đoạn tin nhắn và cái đoạn ghi âm á cô chú. Nhưng mà ngày hôm qua thì chị Ni cũng lên tiếng rồi cô chú anh chị. Chị Ni nói rằng á, nếu mà tung á thì tung liền đi, chứ hiện tại bây giờ là rất là nóng cô chú anh chị, thì có giữ được cái ghi âm thì tung liền lên trên mạng để cho các cô chú anh chị đều biết. Nhưng mà thật sự mà nói á cô chú, là không có cái đoạn ghi âm nào hết nha cô chú anh chị. Là cái bên nhóm Tam Sơn á, là chẳng qua là nó đi hù chị Ni và chị Loan nha cô chú. Thì tiếp theo á cô chú, là chị Bánh Thép Phương Anh cũng có là lên một cái bài viết nói về cái nhóm Tam Sơn này luôn nha cô chú. Thì em cũng xin phép được đọc luôn nha cô chú anh chị. Dạ đây cô chú. Thám Tử Cung càng ngày càng giống các nghệ sĩ từ thiện quá ha. Viên góp và kêu gọi viên góp làm đủ thứ, đều mang ý đồ thôi. Có một số nghệ sĩ trước đây Thám Tử Cung bảo vệ nghề này ăn ngon quá nên Thám Tử Cung muốn theo gót. Và chị Trang Đầu Tôm mang ông luật sư Ca đến với Hồng Loan, sau đó kêu ông Ca đưa những thông tin về pháp lý của Hồng Loan cho chị Đầu Tôm để làm gì? Chị Đầu Tôm có nghĩa vụ gì trong vấn đề này? Luật sư Ca là người đang giúp Hồng Loan về pháp lý. Nghĩa vụ của luật sư là nên bảo vệ toàn những gì có liên quan về thông tin của Hồng Loan, vì Hồng Loan là một thân chủ của luật sư Ca. Nhưng tại sao chị Đầu Tôm yêu cầu luật sư Ca chuyển thông tin giữa một người luật sư đang bảo vệ thân chủ của mình phải đưa cho chị Đầu Tôm xem để làm gì? Muốn lấy thông tin tiết lộ tung ra cho phía bên con ve, thân là người làm lực hiểu lực mà lại phạm lực, tiết lộ hồ sơ của thân chủ để đưa cho một người khác không có nghĩa vụ liên quan, có thể bị kiện ngược lại là mệt. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của chị Bánh Tét Phương Anh nha cô chú anh chị. Thì cũng nói về là cái bộ ba Tam Sơn và Tứ Sơn nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết á, là cái ông luật sư Ca này á cô chú. Đó thì cái hồi mà nói về cái vấn đề mà ký sao kê á cô chú, thì chị Ni là từ nước ngoài về nha cô chú anh chị. Đó, về nước ngoài rồi chị Ni và chị Loan thì có gọi điện cho cái ông luật sư Ca này, gọi mấy chục là cuộc điện thoại luôn á cô chú. Nhưng mà cái ông luật sư Ca này thì không có bắt máy nha cô chú anh chị. Đó, rồi mấy ngày hôm sau á là bắt đầu ông này với lại là cái nhóm Tam Sơn đó cô chú, thì lên những cái video nè, rồi nói xấu về chị Loan và chị Ni. Cho nên là chị Ni cũng rất là bức xúc. Chị Ni cũng là viết những cái bài viết là lên tiếng và nói thẳng nha cô chú anh chị. Đó, thì nghĩ sao mình làm luật sư đó cô chú mà mình yêu cầu chị Loan và chị Ni, đến nỗi mà chị Ni phải đình lại những cái công việc ở bên nước ngoài đó cô chú, về lại Việt Nam để gặp ông luật sư Ca này, để bàn bạc. Đó,
Nhưng mà ông luật sư Ca trong lúc đó ông ngủ cô chú. Rồi và mấy ngày hôm sau nói ngủ vên, không có nghe được điện thoại cô chú anh chị, rất là vô lý luôn. Rồi đến cái chị Trang đầu tôm cô chú. Đó, chị cũng làm YouTube như bọn em thôi cô chú anh chị, mà chị làm y như là làm cái gì chức vụ gì ở trong nhà nước đồ hay là này kia đồ sao cô chú. Đó, rồi nghĩ sao luật sư mà đi tiết lộ những cái thông tin cho YouTube cô chú, rồi ngồi live stream cùng với chị đầu tôm này để đưa những cái thông tin về chị Hồng Loan cho chị đầu tôm này làm video để kiếm like, kiếm view đồ này kia các kiểu luôn cô chú anh chị. Phải nói rằng là hiện tại bây giờ cô chú, là sau khi mà cái nhóm đó yêu cầu chị Loan và chị Ni làm theo cô chú anh chị, thì chị Ni và chị Loan không làm theo, là bắt đầu đã dùng đủ mọi cái chiêu trò hết cô chú, rồi đã lên nó nói xấu đồ này kia, đến nỗi mà cái anh thám tử cung mà cô chú, rồi anh nói rằng anh muốn chị Loan là bán cái sản phẩm của cái anh thám tử cung này đó, là mặt ăn đó cô chú. Thì sau khi mà chị Loan và chị Nơi không có chấp nhận cô chú anh chị, là bắt đầu là anh quay sang là anh nói xấu chị Loan và chị Nơi nha cô chú. Đến nỗi anh nói xấu, anh nói rằng là cái căn nhà số 5 đồng thì điểm này là toàn là những người mỏ hổn không cô chú. Đó, không biết mỏ hổn ở đâu. Mà theo như cái thông tin của em được biết đó cô chú, là cái anh này là tiền sử cũng đâu có tốt lành gì đâu cô chú anh chị. Đó, phải nói rằng mình cũng làm YouTube cũng giống như các anh em của tụi em thôi cô chú anh chị, mà làm y như là ghê gớm lắm. Đó, lên video rồi đeo cà vạt, rồi ngồi đó rồi nói cái này nói cái kia, ở nhà không mà biết hết rồi cô chú anh chị. Mấy anh chị đó Tam Sơn đó nằm ngồi ở nhà không à, làm video mà y như là biết rồi á cô chú. Tụi em ở đây hàng ngày, ngày nào cũng có mặt ở trước nhà chị Loan đây, quay để chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem. Nhưng mà tụi em á cũng đâu có biết về cái vấn đề của chị Loan đồ này kia như thế nào đâu cô chú. Mà cái nhóm này á là anh ăn nó ngồi ở nhà không, bắt đầu nó bịa chuyện ra cô chú anh chị, nó bịa chuyện ra cái nó nói cái này, nó nói cái kia, nó nói không đúng sự thật cô chú. Đó, mình làm cái gì mình cũng vừa phải thôi. Khi sau khi mà hết view hết like cô chú anh chị, là bắt đầu nó quay ra nó khịa, nó nói cái này, nó nói cái kia, nó nói rằng là sẽ ăn 331, ăn 441. Ủa đâu ra cô chú anh chị? Chị Loan làm gì ăn 331 cô chú? Chị Loan buôn bán hàng rồi đi hát thôi, chứ có làm gì có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà ăn 331, ăn 441 cô chú anh chị. Rất là vô lý cái ông thám tử cung này luôn. Ông này phải nói rằng là ông bị ngáo luôn cô chú. Đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là chị Loan cùng với các anh chị nhân viên của chị Loan thì cũng đã là về miền Tây nha cô chú. Đó, đi vào lúc phía thì em cũng có xem những cái video của mấy anh em quay cho cô chú anh chị. Thì qua bên cái shop thứ ba ở quận 12 cô chú, vào lúc phía là đỡ chắc những cái lốc nước ngọt nha cô chú. Đó là về miền Tây là tỉnh Bến Tre cô chú, đỡ phát cho bà con bị ngập mặn cô chú anh chị, không có nước á. Nói chung á là chị Loan sống rất là tốt luôn nha cô chú, chứ không phải là như những cái nhóm Tam Sơn rồi cái bà mì xào rồi cứ lên mạng rồi nói chị Loan là người vô ơn người này người kia nha cô chú. Chị Loan sống rất là tốt luôn, nhưng như cô chú anh chị cũng được biết á, là chị Loan đi lưu diễn ở bên Úc về cô chú, thì chị Loan cũng mua rất là nhiều quà luôn. Đó, như ngày hôm qua thì mấy anh em của tụi em cũng nhận được những cái phần quà ở bên Úc nha cô chú. Thì chị Loan á là về Việt Nam trước, nhưng mà những cái phần quà đó nó rất là nhiều nha cô chú anh chị, cho nên là từ bên Úc gửi về sau nha cô chú, là ngày hôm qua là mới về đến đến nhà số 5 đồng thị điểm. Thì chị Loan cùng với chị Bùm Bùm này đã lấy ra phát cho tặng cho các anh em YouTube và nói rất là vui luôn cô chú. Tuy rằng cái món quà nó không có nhiều tiền nha cô chú anh chị, nhưng mà nó rất là quý về cái tình cảm, cái tấm lòng của chị Loan dành cho các anh em quay phim ở trước nhà, rất là vui luôn. Đó, thì buổi sáng ngày hôm nay là em cũng xin phép là được cập nhật đến đây thôi nha cô chú. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.